Xin chào các bạn cùng trở lại với kênh Tiếng Anh cho Người Việt. Trong bài học ngày nay, tôi sẽ cùng với các bạn đi học một phần ngữ âm cơ bản nữa trong tiếng Anh. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ không học những cái phần lý thuyết khô cứng như nhận dạng phát âm nữa mà chúng ta sẽ thực hành phát âm một số những cái từ mà chúng ta đã học trong cách nhận dạng phát âm của các phần trước. Tuy nhiên, có một số cái từ minh họa. Vâng, ở đây tôi có 14 cái từ. Đầu tiên tôi sẽ xin mời tất cả các bạn thử phát âm 14 cái từ này. Nếu như các bạn phát âm chính xác 14 cái từ này thì tôi xin chúc mừng các bạn. Còn nếu như các bạn phát âm sai thì hôm nay bài học ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái lỗi phát âm sai cơ bản. Đây tôi có từ đầu tiên, cái từ này có rất nhiều bạn đọc sai. Cái từ này các bạn nhiều bạn hay đọc là money đó. Thực ra cái từ này nó có hai âm tiết đầu tiên. Cái lỗi sai đầu tiên của chúng ta là hay gặp theo kiểu tiếng Việt á là ăn, tôi đọc là man, và sau là ni. Thực ra cái từ này hai âm tiết thì âm tiết đầu này đến đây money đó, nghĩa thì các bạn biết rồi. Về đến đây tôi sẽ chỉnh sửa cho các bạn cái lỗi phát âm cơ bản money đó. Ta là hay đọc là theo kiểu là money. Cái từ thứ hai này thì chúng ta lại hay phát âm sai theo kiểu là man thở đọc như tiếng Việt. Thực ra đó là mặn và phụ âm cuối mặn chứ không đọc là mặn thở đó. Đây, chúng ta cái phụ âm cuối này chúng ta vẫn chưa phát âm chính xác. Và đặc biệt ở cái từ này thì có rất nhiều là các bạn đọc sai, thậm chí nhiều phụ huynh đọc sai. Bởi vì sao nhiều phụ huynh đọc sai được? Tôi có cái từ này đó, kết hợp các phụ huynh hay đọc là hay hỏi tôi là cái phần mềm là Monkey Julio có tốt không em? Hay hỏi tôi để cho các bé học thêm. Nhưng thật ra thì các phụ huynh đọc sai cả hai từ này thôi. Phát âm sai hai từ đó. Cái từ này người ta không đọc là monkey mà có âm e này, chiếc âm k, nó sẽ đọc là ăn, sẽ đọc là măng đó, giống như kiểu monkey. Cần cái từ này thì lại các bạn và các phụ huynh hay đọc sai là đọc là Julio đó. Julio đọc theo kiểu các phụ huynh hay đọc theo kiểu nhầm lẫn với cái âm này, nó được phiên âm ở đây là âm này là nó nằm trong hai cái dấu này, nó được phiên âm rồi. Phiên âm thì nó sẽ đọc là dở, nhưng mà cái âm cái chữ cái chay này
khi mà nó phê đáp ra thì nó đọc là chậm 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 đó, có hợp dùng chậm chậm. Phần này là ở cái phần này hiện tại phiên âm thì các bạn phải cố gắng nhớ kỹ. Khi mà chữ cái chơi này nó được phiên âm ra thì nó sẽ đọc là chợ chợ chợ, chứ không đọc là giờ. Chỉ có những cái mà khi mà chúng ta nhìn trong bảng phiên âm nha, giống như kiểu những cái chữ y này đứng đầu này, nó sẽ phiên âm ra thành chợ chợ. Rất là nhiều bạn và nhiều phụ huynh hay nhầm là đọc là giờ, đọc là monkey Julio, đọc chính xác là monkey Julia, monkey Julia, monkey Julia, 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 chứ không phải là Julia, Julia, Julia. Cho nên là nhiều, tôi hy vọng là sau khi các bạn xem cái video này ngày hôm nay thì các bạn sẽ sửa được những cái lỗi này. Nhìn những cái chữ chơi này, chữ chơi là nó sẽ được phiên âm là chậm chậm chậm, chứ không phải là giờ giờ như ở trong các phiên âm này. Ở đây là chữ cái nó ở đầu này, khi nó phiên âm ra nó sẽ thành chậm. Tiếp theo có một cái lỗi nữa là khi mà các bạn, tôi nghe nhiều bạn đọc ba cái từ này nó như nhau ấy, ba cái từ này các bạn đọc như nhau, cái lỗi sai của các bạn ở đây là không phát âm phụ âm cuối. Ví dụ like thì đây nó là nguyên âm like, nguyên âm like, không có phụ âm cuối thì không phát âm. Như ở đây cái âm y này, chữ cái y này cầm rồi thì nó có phụ âm cuối này, đây là phụ âm cuối, tính là phụ âm cuối, thì các bạn không đọc phụ âm cuối này, các bạn cũng đọc bản like là nó phải like. Cái mục đích phụ âm cuối này khi mà vào đọc một câu hoàn chỉnh thì các bạn sẽ biết được vì sao cái phụ âm cuối này quan trọng. Nhiều lúc các bạn sẽ không hình dung ra được khi mà người bản ngữ người ta nói phụ âm cuối nó quan trọng là nhiều. Các bạn hỏi tại sao là phải phát âm phụ âm cuối, nhưng mà tôi lấy cho ví dụ cho các bạn sau khi câu này, tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ bằng cái từ lại. Các bạn cũng đọc là like, thiếu cái phụ âm cuối. Light, light. Ở đây người ta có hay có cái câu nhỉ? Ví dụ người ta nói nè. Nhiều khi chúng ta sẽ nghe như anh người ta sẽ nói là how can I speak English like a native speaker, how can I speak English like a native speaker. Đó, khi người ta sẽ nói những cái phụ âm cuối với nhau, how can I, how can I, how can I, speaking English, speaking English like a, like a, nói những cái phụ âm cuối với các người nào. Nhiều bạn hỏi tôi là thầy em nghe người nước ngoài nói cứ là speaking English là sao nhỉ? Ví dụ can you speak English, can you speak English, có nghĩa là người ta lối cái phụ âm cuối speaking English, speaking English, English, lối cái phụ âm cuối. Đó, mục đích là chúng ta phát âm phụ âm cuối là khi mà vào một cái câu, một cái từ cơ bản thì chúng ta sẽ lối những cái phụ âm cuối để làm cho cái câu của chúng ta nó nhanh hơn, mượt hơn. Không nếu mà chúng ta cứ đọc how can I speak English, chẳng hạn English like a native speaker thì câu nó rất là dài dòng và nó chậm, đúng không? Khi mà chúng ta học những cái phụ âm cuối này, chúng ta biết cách how can I speak English like a native speaker. Bắt đầu sai phụ âm cuối, ví dụ nhiều bạn thắc mắc là tại thế thầy thì cái âm y này ở cuối nó câm rồi thì nó không đọc nữa, đúng không? Không đọc nữa tại thì nó đọc giống nhau. Ví dụ các bạn cứ đọc cloth, và đây cũng cloth sai, đúng không? Đây cloth, đây là danh từ quần áo, đúng không? Đây là mặc quần áo, nó là động từ, động từ mà cái âm y cuối này nó không được phát âm thì nó sẽ làm kéo dài cái âm này đấy, nó sẽ thành âm o. Đó, o o o. Và cái âm th ở trong cái bài học phần trước thì tôi đã giải rồi, th
thì ở bài phần nhận dạng phiên về phần Việt Nam âm ti ấy lại đứng giữa hai nguyên âm thì nó sẽ đọc là đó, nó sẽ đọc là close chứ không phải là đọc là close hoặc là close như ở dưới ở âm thở âm thở đó mà nó bằng là đó. Nhiều bạn hay phát âm sai nhỉ, lỗi phát âm sai của quấy sai ở đây tôi tia đến các phần chi tiết tôi sẽ cho các bạn những cái ví dụ minh họa. Đây là tôi sẽ chỉ ra một số những cái lỗi mà chúng ta hay gặp. Những cái hai cái từ này thì tôi vừa phân tích ở trên rồi, đó là chúng ta hay phát âm nhầm giữa cái đợt truyền âm này, chúng ta nhìn nó rộng thì chúng ta đọc là run hoặc là chun ỉa xa, đúng không? Nó đọc phải là chậm chul hoặc là chul ỉa. Các bạn đọc run là xa, run nó chỉ là như này. Những cái âm, những cái chữ cái qua đứng đầu này sẽ được phiên âm, viết phiên âm này. Ở phần nhận dạng phiên âm tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái chữ cái này. Nhưng hôm nay tôi ở trong cái bài sửa lỗi phát âm này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó là chúng ta hay đọc là hay nhầm nặng thân này. Những cái từ này thì các bạn cũng hay đọc sai này. Yellow. Đó, đại nhạc đang đọc là Y. Đó. Cái này phát âm này các bạn có nghĩa là các bạn cứ nhìn vào mặt chữ, nhìn vào cái mặt chữ. Các bạn nhìn vào mặt chữ, không nhìn vào phiên âm. Không luyện tập viết phiên âm thì các bạn sai. Tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Khi mà chúng ta nhìn một cái từ chữ cái tiếng Anh là từ vựng tiếng Anh nào thì chúng ta phải hình dung ra được cách viết phiên âm của nó thì chúng ta phát âm cái chuẩn được. Đây các bạn, như các bạn cứ nhìn vào đây là ừ là cái này nó giống như giờ chúng ta đọc run sao, đúng không? Đây nó phiên âm của nó là chậm và chữ ria lao này thì phiên âm của nó là giờ thì các bạn lại làm cái yellow hoặc là đây là ear happy new ear nó là phiên ria giờ ear. Tiếp theo đó là khi mà chữ cái ziu đứng ở đó cũng nhiều bạn phát âm sai. Nhiều bạn đánh đầu cái chữ nó đứng ở đầu ziu u phát âm thì u hết, đánh đầu u là u li. Nhưng đây là khi tôi đã phân tích rồi khi nó đứng ở đầu này nó là một âm tiết độc lập. Âm tiết là như nào? Âm tiết là những cái âm được phát, những cái nguyên âm được phát âm lên, âm tiết độc lập đó. Bởi vì nếu mà các bạn đọc u đi đằng sau lên nó không còn đến, nó sai đúng không? Nó đứng ở đầu này, âm tiết độc lập đứng ở đầu thì nó sẽ được phát âm là diu, và âm tiết thứ hai nit, diu nit, diu nit. Từ này chúng ta học rồi, nó là một âm tiết này. Khi mà diu kết hợp với sau đó là phụ âm thì nó sẽ đọc là umbrella. Đó, chúng ta không thể đọc được diu được đúng không? Vì lần sau nó có một phụ âm nữa mà phụ âm nó nằm trên âm tiết này thì chúng ta sẽ đọc là a. Chúng ta không thể đọc là được bởi vì đằng sau đây cái âm đằng sau đây có một phụ âm này, phụ âm này nằm trên cùng một âm tiết với nó thì nó sẽ được đọc là a. Ở cái bài này nhận dạng phiên âm phần 16 về nhận dạng chữ cái diu. Phần đầu tôi đã giới thiệu các bạn về xem lại. Sau đây tôi sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể những cái lỗi mà chúng ta hay gặp trong phát âm. Trước tiên chúng ta chuyển đến những cái trường hợp phát âm sai nguyên âm quấy. Thứ nhất là nguyên âm quấy, nó đứng ở quấy một từ thì người ta gọi nguyên âm quấy đó. Ta phát âm nguyên âm A này, chúng ta sẽ thường sẽ luôn được phát âm mà nhiều người bạn đọc một số những cái từ này các bạn chúng ta hay phát âm nó thành a, kiểu như là Linda hoặc là camera, là cinema hoặc là
Canada. Câu đà, cô đà. Có nhiều bạn đọc cô đà, câu đà. Và các bạn cứ hay đọc là a nhưng thực ra nó là ơ. Need the lead the camera. Cái từ này nhiều bạn hay đọc là camera, nhưng mà cái từ này có hai âm kia là camera. Ok, cinema. Cinema. Ok, Canada. Mà lưu ý với các bạn là âm a đây. Chúng ta âm a bẹt này chứ không phải a của tiếng Việt. A. Colder. Cho nên khi mà những cái nguyên âm cuối, nguyên âm a này, nó đứng cuối một từ thì chúng ta nó không mang trọng âm thì nó sẽ thành âm schwa. Rất là bình thường, tự nhiên. Các bạn đừng đọc là a không kiểu tiếng Việt nhé. Nguyên âm y này, cuối này, nó có một số trường hợp là những cái từ một âm tiết thì nó sẽ được phát âm này y, và những cái từ hai âm tiết trở lên thì nó thường là cộng hoặc người ta gọi không được phát âm. Có hai trường hợp, và âm trường hợp âm y này, hai âm y thành cái dạng. Ở đây lỗi của chúng ta là phát âm là sao, các bạn hãy phát âm theo kiểu là ví dụ như một số những cái từ này. Các bạn sai phát âm là các bạn hay phát âm theo kiểu âm y ngắn đó. Mi đúng không? Thực ra các bạn những cái âm y là y dài kéo dài này, nó phải bằng hai cái âm y ngắn này, hai âm. Các bạn cứ đọc mi si hi, nhưng phải đọc mi bi si she he đó. Các bạn phải kéo dài cái âm y này này. Đấy, chúng ta hay đọc là mi bi si i, ngắn cụt ngủ thì nó thành cái âm y ngắn này, lỗi của chúng ta. Và tiếp tục cùng cái âm y, hai âm y này đó cũng là y dài thì tôi nói luôn, ví dụ một số những cái trường hợp tôi lấy một số cái ví dụ cho các bạn. C đó, hai âm C này khác nhau đó. C còn đây là C khác nhau. Đó. Những cái đuôi hai âm y cuối này, y này, nó cũng được là e kéo dài này, e c, hai cái từ này khác nhau đấy. Nhiều bạn đọc giống nhau, đều đọc c hết là c, còn đây là c 3 b đó, đồng âm là c đó. Lỗi của chúng ta là những cái âm y dài này thì chúng ta lại không phát âm nó dài, không phát âm nó dài là chúng ta cứ i đó, hai âm này là hai âm i này, các bạn sẽ xem lại 44 âm thì nó sẽ kéo dài cái âm tiết đầu tiên, nó sẽ kéo dài cái nguyên âm đứng trước đó.
kéo dài là như nào. Bởi vì khi mà chúng ta những cái âm y này, quấy này, ở quấy là nó tâm thì là những cái nguyên âm đứng trước nó cách nó cách một phụ âm này, thì sẽ được kéo dài ra. Kéo dài ra thì chúng ta không đọc theo kiểu kéo dài, chúng ta cứ đọc là nhiều bạn thì đọc cái này theo kiểu là baby hoặc là baby xa, đúng không? Cái này nó cầm rồi đó, những âm nó cầm. Hoặc là nhiều bạn cứ đọc cái từ là mẹ nó xa, hoặc là đây là beat cũng xa, hoặc là mốt cũng xa, và cute hoặc là ute đó, các bạn đọc xa. Nguyên tắc của những cái âm này khi mà nó bị cầm ấy, thì những cái nguyên âm ở trước đó, nguyên âm đứng trước đó nó sẽ được kéo dài ra. Đó là năm nguyên âm này được kéo dài ra là A, E, I, O và U. Luôn đọc là luôn là nó sẽ luôn được kéo dài và đọc là viết phiên âm như này, chứ không đọc là A hoặc là E hay là I chẳng hạn. Nó sẽ là A, E, I, O và U. Các bạn cứ nhớ chữ tăng như vậy. Vậy là nó cái này nó cầm rồi thì chúng ta sẽ đọc B, baby, hoặc là meat, meat. Nó đồng âm nha, chứ không phải là bằng những cái này. Cùng những cái âm nó đều phát âm là meat. Các bạn sẽ tra từ điển meat, meat, meat là những cái từ đồng âm như là khác nghĩa rồi. Đó. Meat. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho cách phát âm một số những cái từ nó sai, và chúng ta đã nhận dạng một số những cái trường hợp phát âm sai nguyên âm quấy, cụ thể là nguyên âm quấy A và nguyên âm quấy E chúng ta thường phát âm sai. Ở buổi tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái trường hợp phát âm nguyên âm quấy, phát âm sai nguyên âm quấy. Một số những nguyên âm quấy tiếp theo đó là nguyên âm I, O, U, I, Y. Đó, một số những cái nguyên âm quấy chúng ta sẽ phát âm sai. Đây là 3 nguyên âm. Buổi sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp theo phát âm những nguyên âm quấy tiếp theo và phát âm sai những cái phụ âm quấy. Bài học hôm nay của tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.